Dù mệt mỏi nhưng cả hai cặp mẹ con Bảo Trân, con gái Bình Minh và mẹ Hải Yến, con trai Thành Tùng vẫn hào hứng vào bếp. Thành quả là bữa cơm chiều ngon lành với những món ăn được chế biến bằng tình yêu và những nụ cười. Ngày mới lại càng rộn ràng hơn khi cả hai cặp mẹ con được trải nghiệm với công việc hái mướp. Nhiệm vụ sau sẽ còn thú vị hơn. Trong 20 phút, hai con hãy giúp mẹ nhổ 1/3 luống hành để hai mẹ trồng một luống hành mới. Hoàn thành trong thời gian quy định sẽ được cộng 1 điểm. Thú thật là bé ở thành phố có thời gian về quê, nhưng mà cái chuyện để tiếp xúc với cả bùn đất, với cả hành hay là lúa hay là nhổ hay là hái mướp hay gì thì bé chưa bao giờ có cơ hội làm. Thực sự là chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó. Mặc dù là Yến là cái người rất là muốn con mình trải nghiệm như thế, nhưng mà bé chưa có cơ hội. Thích không? Thoải mái. Thoải mái, yeah. Đấy. Cô ơi, cho hỏi bây giờ mình muốn lấy hành từ cái hành mà hành non cây nhỏ ấy ạ. Để mình sang gieo luống bên này ấy, thì mình làm như nào cô? Nhổ bên này. Xong xó mình sang trồng bên này cô? Cô ơi, sao con thấy cô trồng chéo 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 là như nào cô? Rồi trồng chéo vào nhau. Thực ra thì bé Bình Minh hay sợ mấy con kiến hoặc là mấy con côn trùng nhỏ nhỏ dưới đất á. Cho nên là khi mà bé mình biết là bé sợ, cho nên là mình khích lệ bé. Trồng là ba tép rồi cô? Ba tép, một bé ba tép. Mình trồng xéo phải không cô? À, tức là cho bọn nó giữ nhau hả cô? Cho nó giữ nhau không đổ đúng không cô? Một tép trồng là 3 cây. Một tép trồng 3 cây, một hàng này là 18 cây. Rồi bây giờ nhá, các con ra bên này. Nhổ hành cho vào giỏ này cho mẹ nhá. Bây giờ mẹ sẽ hướng dẫn Tùng nhổ. Đây. Làm thương quá ha. Còn 5 ngón đâu, 5 ngón. Con cứ bứt lên cho mẹ nha, đưa mẹ, được không? Con nhớ nhờ cái cách nhổ chưa? Ủa, nhổ sao Yến? Giật mạnh lên hả hay sao? Thì có bơi bơi không? Ủa cô, mình nhổ mình sao cô? Mình bơi bơi ra hả? Mình giật tôi thẳng lên chị ạ. Tôi thẳng lên hả? Đây, nhổ thử cho mẹ này nè. Mẹ chỉ nhá, con cầm sát này. Nhổ, nhổ. Cùng sát cây, sát dưới gốc. Kệ nó. Đúng rồi, đúng rồi, rũ đất, rũ đất. Rồi sao con, nhanh. Mỗi tay một cái, hai tay hai cái. Đúng rồi. Rồi, trụ đất đi. Rồi, trụ đất đi nè. Trụ nó trong bò vào giỏ của mình nhá. Đúng rồi, đấy, rũ đất ra, rũ đất ra. Đúng rồi. Cho vào, cho vào, cho vào. Được rồi. Bụi nè con, nè. Hai tay một bụi. Đôi tay còn nhỏ đó. Rồi. Đúng rồi, rũ đất đi. Cho vào trong. Rồi, con nhổ luống này đi, đấy. Nhổ luống đó. Điền đầu mang theo rổ đấy. Yeah, đúng rồi, rũ đất đi. Đó, con tập trung. Đúng rồi. Ôi, bự quá. Lôi được hai cái luôn. Hay quá, mình giỏi quá. Con lôi được cái bự luôn. Bự quá, hay quá rồi nè. Này con. Lôi tiếp đi con. Hay quá con. Wow. Hay quá. Cứ lôi. Ừ. Đập nó sẽ ra. Đúng rồi. Con nhổ cho mẹ nhiều nha. Tùng nhổ con nha, mạnh vào. Rồi, đúng rồi. 5 phút đã trôi qua, dành cho cả hai nhà. Thời gian không còn đợi nữa, cố hết sức thôi nào. Tùng nhổ con nha, mạnh vào. Nhổ đi đập nha con, đúng rồi. Đúng rồi. Mình giỏi quá con. Giỏi nha. Em lấy được 2 cái rồi. Trước khi trồng có phải làm gì không cô? Lấy thùng múc nước tưới. Chị ơi. Tưới chưa? Rồi. Cẩn thận. Có bài hát tôi làm cho. Cô ta bước đầu đình mà dáng cô cao ngất. Bài hát tôi làm cho. Thấy mình đứng chơi hả? Yên. Yeah. Yeah, hay quá. Rồi bà bên kia. Đây. Mẹ, cục này cứng quá. Được quá sức luôn đi anh. Em làm được quá, em được quá sức luôn á.
rập ấy. Miệt mài nhổ, mải mê với luống hành, hai con dường như đã quên đi cái nắng nóng, quên đi cả sự mệt mỏi. Con thích trồng hành. Con mệt con vẫn làm. Hai tay hết sức của mình. Đây nhá, bạn Yến đã xong 3 cây xong rồi nhá. Bên này cũng xong 4 cây rồi nè, cô đang không? Cái này cũng dễ làm, đâu khó đâu hả? Cái này mất công. Nếu là trụng vào nhau nha chị, không có đổ tứ lung tung nha. Cái này cũng dễ làm, đâu khó đâu hả? Nè, có làm cái bờ luôn nè. Bé nhổ rất là sung, có những lúc mà bé nhổ hả? 2-3 bụi cỏ rất là to vậy nè, hành to như vậy. Bé rất là thích. Coi như là nếu mà kêu bà nhổ sạch cái bụi đó là chắc cũng sạch như cái luống luôn quá. Con gái hào hứng nhổ hành la vi. Con vui, con giúp mẹ được quá trời cũ luôn. Vậy hả? Dạ con quất, con làm được quá trời cũ luôn. Nặng quá, anh làm tiếng này. Đây chưa, trời ơi, bự vậy, cố gắng lên nha. Ủa chứ hồi xưa Yến có bao giờ thử làm nông chưa? Ở nhà có không? Ở chưa bao giờ hả? Em ở thành phố gốc Hà Nội. À vậy hả? Hà Nội của quê. Nhưng mà ngày nào mình cũng có trồng hay là theo mùa cô? Ngày nào cũng trồng hành đúng không hả? Đúng này xong rồi đi chỗ khác đi. À dạ dạ. Cô có mấy đứa con cô? Cô hả? Dạ. Có 3 đứa. 3 đứa. Mình trồng vậy là mình nuôi được mấy đứa con mình không? Được không cô? Được chứ. Dạ ha, hay ha. Thường ghê. Có gì đây à? Dạ. Tập trung chuyên môn cao nha, không lẽ ngày mai chết. Cái gì vậy bà? Làm gì mà bắn liên thanh vậy bà? Không tập trung chuyên môn là ngày mai là coi như là cái tối con thấy mày có hai cô chồng hành. Chồng sáng đêm luôn ấy. Xong rồi. Được rồi, để đầu đây thôi cho mẹ thôi. Rồi, Tùng bê giỏ sang cái đầu cho mẹ. Để đây, cho mẹ va sang mẹ với. Đây à? Ừ, đúng rồi, để cái bàn đây, đúng rồi, rồi. Đi kiểu gì được đây? Con đứng lên đây mình. Phải có một cái câu nào đây chứ. Quan sát một chút. Thành Tùng đã tìm ra đường đi mà không cần ai trợ giúp. Bé rất là chủ động, tức là thay vì là nhìn thấy cái con mương nước như thế đi qua không được thì mình nhìn từ xa mình thấy con mình đi hẳn lên trên cái đầu ruộng rồi vòng lại như thế để sang đằng bên này. Và sau đó còn hướng dẫn em mình đi theo Tùng nữa. Yên nghĩ là đây sẽ là một cái cuộc trải nghiệm và về sau này thì bé có thể đến lớp mà kể mãi cho các bạn trong suốt một năm học mới. Đi bằng cái đường nào đấy? Yeah. 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 Đi cẩn thận, đi sát vào bên này này, đúng rồi. Không đi ra sát ra nước. Ai đó kìa. Mày vừa coi chưa sát ra. Em đi hành được nữa. Mẹ ơi. Đi chân không. Anh cầm em đi. Trong cái nhiệm vụ mà chồng hành vừa rồi, cái điều mà làm Yến ngạc nhiên nhất là cậu ấy tỏ vẻ rất là ga lăng với cả cô bạn Bình Minh của mình. Lúc đấy thì Yến cũng không để ý con mình làm gì đâu, bởi vì lúc đó là mình đang mải chồng hành thì thấy con mình bảo em đi qua đây đi. Em đi qua đây mình ngó ra hóa ra là cậu ấy đi sang bên này trước, rồi cậu ấy hướng dẫn em Bình Minh đi sang bằng cách nào, rồi có đó còn cầm cả dép cho em Bình Minh nữa.
Bảo ôi lớn lên mẹ chỉ mơ làm sao được có một cái người đàn ông mà ga lăng như con. Nhưng mà số mẹ là may mắn bởi vì mẹ gặp bố con là thấy bố con có đức tính của bố con. Đó, tức là đặc biệt là rất là ga lăng. Trời ơi, cầm dép cho Bình Minh. Thấy ga lăng không? Cầm dép cho Bình Minh nha. Trời ơi, ga lăng quá. Con mẹ Yến ga lăng quá. À, riêng Tùng là cực kỳ ga lăng. Đúng chuẩn men. 15 phút trôi qua, cả hai con đã nhổ xong 1/3 luống hành. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất vì mẹ Hải Yến và mẹ Bảo Trân chưa trồng hết một luống hành mới. 5 phút nữa thôi, liệu có kịp không đây? Tùng ơi, con trồng với mẹ cây này vào đây. Đây, cầm vào đây. Cầm vào đây. Đấy. Dễ không con? Đúng rồi. Đã vào. Đây, cầm cho mẹ cái hành này vào đây. Đây này con. Hay quá chị Minh. Đúng rồi, tiếp. Rồi, cầm cái hành này vào đây. Rồi, giỏi quá. Rồi, đây nữa con. Con mở nè. Con không mở luôn hả? Hay quá. Hay quá chị Minh. Vào đây. Rồi, xong rồi. Xong rồi, yeah. Yeah, 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 yeah. Tưới nước này. Rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin cảm ơn hai bạn và hai mẹ. Chúng ta đã rất là giỏi và rất là xuất sắc trong việc giúp các bác nông dân trồng hành. Mặc dù là trời rất là nắng mà bạn Thanh Tùng và bạn Bình Minh đã hết sức mình để giúp hai mẹ. Hai bạn rất là đáng khen. Vì thế trong nhiệm vụ này, mỗi bạn sẽ được thưởng thêm một huy hiệu. Xin chúc mừng hai bạn. Hai bạn giỏi lắm á. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta đấy chính là trong vòng 15 phút, mẹ và các con hãy cùng nhau chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Sau đó biểu diễn tiết mục văn nghệ này dành tặng cho bác Bình cùng tất cả các bà con ở đây giống như một món quà thay lời cảm ơn. Vì bác Bình và bà con ở đây đã giúp chúng ta được ở lại Bình Dương và trải nghiệm những cái trải nghiệm cực kỳ thú vị. Và hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi đội sẽ được 2 huy hiệu luôn. Thật ra thì khi mà nghe chương trình nói là sẽ thi văn nghệ thì gần như là trong đầu mình là nghĩ là thôi rồi, Yến là ca sĩ, thế là mình chắc là sẽ không có lại rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mỗi đội có những cái ưu thế riêng và những cái thế mạnh riêng. Nếu như mà Yến đi về chuyên nghiệp thì mình đi về cái phần vui vẻ, phần hồn nhiên, phần ngây thơ. Thì chắc nghĩ vậy thôi, chứ cũng chẳng có đặt nặng vấn đề là ráng thắng hay ráng thua gì hết. Thì mẹ con mình sẽ hát bài Ba Thương Con nhé. Cả nhà với nhau nhé. Hát như nào, hát kiểu 2, 3. À con hát đi xong để mẹ múa nhé, con biết múa không? Mẹ, thì lướt tới giờ, lúc hát thì con hát nữa. Con hát thôi, con hát thì không, xong rồi mẹ múa. Đi lướt tới lúc hát thôi. Được, nhưng mà con phải hát 2 lần cho mẹ nhé. Mẹ múa nhé, đồng ý không? Cô đi dừng tình. Thì tiết mục là lại hát cái bài mà Kìa Con Bướm Vàng á. Ha, Kìa Con Bướm. Con biết hát bài Công Chúa đó. Công Chúa hát sao vậy? Con hát bài gì vậy? Mạnh lên, hát mạnh lên. Không, bây giờ mình nè, chút nữa. Con hát nhỏ quá, hát phải lớn lên, lát nữa đông người lắm. Đông người vào thì con phải hát mạnh lên. Bây giờ mình sẽ hai tiết mục là, một là mình diễn thời trang nha. Hai là mình hát bài Kìa Con Bướm Vàng, chịu không con? Rồi, diễn thời trang diễn sao? Đi đâu đấy, đi thăm Thính à? Đi, đi, đi. Rồi, tèn, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Rồi, xoay, cầm váy xoay. Xoay mạnh lên. Rồi, một vòng nữa. Đó vậy đó. Con muốn tự tin là con phải nhìn mọi người nhìn thẳng, không có vấn đề gì hết, được không? Được không? Có thích tham gia không? Mẹ Hải Yến và con trai Thành Tùng với kế hoạch tập văn nghệ vô cùng gọn nhẹ, phấn công nhanh chóng. Trong khi mẹ Bảo Trân khá vất vả khi phải vừa tập luyện, vừa phải động viên tinh thần cho con gái Bình Minh. Biểu diễn thôi nào! Đầu tiên thì con là Bảo Trân. Thay mặt Yến với lại chương trình, xin gửi lời cảm ơn bà đã cho phép chúng con có một đêm thật là ý nghĩa, thật là vui. Xin chân thành cảm ơn bà. Và chúng con thì cây nhà lá vườn, chủ yếu là làm nền cho hai bé. Gửi tặng mọi người một bài hát với lại một phần tiết mục văn nghệ. Mong là mọi người nương tình giống như là cây nhà lá vườn nha.
Rồi, bài hát đầu tiên là bài hát mà Trân nghĩ là tất cả chúng ta, những người mà đã từng trải qua tuổi thơ sẽ luôn luôn nhớ đến. Đó là bài hát Kìa con bướm vàng. Cảm ơn Trân. Rồi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xe đôi cánh, xe này các con, đôi cánh, bướm bướm bay đôi ba vòng, bướm bướm bay đôi ba vòng, cháp ngồi xem, cháp ngồi xem. Thật ra thì khi mà ra biểu diễn á thì là bé không có làm theo kịch bản ban đầu, bé không có chịu múa gì hết, bé đứng im không à. Cho nên là mình lúc đó là vừa hát mà vừa suy nghĩ làm sao để cho mà bé tham gia. Thì mình vừa hát rồi vừa coi như là tập lại, coi như tập luôn đó, cái mới cho bé. Và sau đó thì bé tự tin dần hơn và thấy bé làm cũng được 60%. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xe đôi cánh, xe đôi cánh, bướm bướm bay đôi ba vòng, bướm bướm bay đôi ba vòng, cháp ngồi xem, cháp ngồi xem. Cảm ơn mọi người. Thêm một phần thời trang. Xin mời mọi người xem phần biểu diễn của em bé với lại mẹ. Xin mời Bình Minh nha. Tèn 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 tèn. Rồi, dạ, xin mời, có gì chưa trọn vẹn thì mọi người thông cảm nha. Ok. Và bây giờ gia đình nhà Hải Yến sẽ gửi tới bà cũng như là tất cả các bác, các anh, các chị và các bé ở đây một ca khúc. Bình thường thì Hải Yến là cái người ca sĩ hay đi hát rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ nhường cái phần đó cho con trai của Hải Yến. Mặc dù là bé ở nhà rất lười hát. Và hôm nay Hải Yến sẽ đóng vai Vũ Công. Đó. Cố lên Tùng. Cố lên. Bà thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống bà. Cả nhà ta cũng thương yêu nhau, xa lạ nhau, nhau là cười. Lần đầu tiên bé đứng hát trước một đám đông và hát lớn như thế, chứ bình thường ở nhà mẹ bảo hát thôi cũng còn không hát. Lý nha lý nhí, lý nha lý nhí. Mình phát hiện ra ở con trai mình có những cái điều mà khi mà bé ở nhà và chưa có cái cuộc trải nghiệm thú vị như thế này thì mình cũng không nghĩ là bé làm được. Và bây giờ thì đến lượt phần mẹ Hải Yến sẽ hát cùng với cả mẹ Trân đi. Ồ thế à? Bài rất quen thuộc đi. Bài Cháu lên ba. Chuẩn bị nào, mẹ bắt nhịp nha. 2, 3. Cháu lên ba. Cháu đi về bầu ra. Bây giờ thì Hải Yến và cả chị Bảo Trân cũng như là hai bé xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bà, tới gia đình nhà Bắc Bình, tới gia đình của tất cả các bác nông dân, các anh chị ở đây và các cháu ở đây cũng đã ủng hộ cho tiết mục của hai gia đình. Và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đến đây để lắng nghe những cái ca khúc vừa rồi của hai gia đình tham gia chương trình Cha Con Hợp Sức ngày hôm nay. Và nhân đây thì cũng thay mặt chương trình cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã theo dõi suốt cả một hành trình của hai mẹ con nhà Bảo Trân và Hải Yến. Và chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, một năm nhiều sức khỏe, nhiều thành công và sẽ luôn luôn ủng hộ chương trình nhé. Bye bye. Những lời chúc ý nghĩa được gói trọn bằng tâm tình của mẹ Hải Yến, mẹ Bảo Trân và tràn đầy tình cảm của hai con Bình Minh, Thanh Tùng. Gạt bỏ những ngại ngùng, cả hai bé con đã cùng mẹ tặng món quà dù đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa. Những lời hát về một khu vườn tràn đầy sức sống với bướm lượn, hoa rực rỡ dưới nắng vàng ươm. Những lời hát về một gia đình yêu thương nhau, dù gần hay xa xôi lắm, chẳng còn gì đáng giá và ý nghĩa hơn. Con chúc bà mạnh khỏe, ở nhà sống phóng vui vẻ với gia đình. Bà mạnh và thương yêu mọi người. Con thế này. Cảm ơn bà. Chúc con nghe không? Lớn hả? Giống mẹ nghe không? Vâng ạ.
Không thích nhanh nhiều tuổi. Cùng với gia đình. Cùng với gia đình. Con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Vậy bà chúc con ha, bà tặng con cái này. Chúc con lớn con thành ca sĩ nha ha, giống mẹ nha không? Thì bà lại giữ sức khỏe bà nhá. Bà lại giữ sức khỏe bọn con chia tay bà cùng với cả các anh chị trong gia đình bà nhá. Vâng, chào bà. Vâng. Vâng. Cháu ngoại á. Thế bà ở nhà giữ sức khỏe nhá. Con về nha bà. Bà ơi, con về nha bà nhá. Dạ. Vâng. Nhớ đón xem tụi con nhớ nha. Nhớ bà đừng dòm mặt. Vâng nha. Vâng. Không, không. Con về bà nhá. Cả nhà bye bà. Cùng bye bye bà đi. Bye bà. Khi tham gia chương trình này á thì gần như là mình ít quan tâm tới bản thân mình, bởi vì mình với cái vai trò một người mẹ, dù gì đi nữa mình cũng sẽ luôn luôn cái phần của mình là hướng đến con nhiều hơn. Cho nên là khi mình làm thì mình vẫn phải để ý tới bé, rồi mình hướng dẫn bé, mình khích lệ bé. Cho nên là về cái phần cảm nhận của mình á thì nó chắc nghĩ là ít hơn bé, chắc nghĩ như vậy. Nhưng mà cũng rất là vui bởi vì có một người bạn đồng hành rất là dễ thương là Hải Yến, hát rất hay rồi tham gia rất nhiệt tình, rất năng động. Nói chung là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Sau một cái hành trình trải nghiệm với chương trình Cha Con Hợp Sức thì mẹ con Hải Yến đã đầu tiên là có những cái trải nghiệm rất là thú vị khi có một cái môi trường sống ở một cái vùng quê rất là an bình, trong lành và với những người dân rất là thân thiện, rất là yêu mến nhau như thế, thì bản thân Hải Yến cảm thấy rất là hạnh phúc và vui. Qua cái chương trình này thì Yến thấy chị Trân cũng là cái người rất là dễ thương, rất là dễ thương. Không khéo léo trong việc nấu ăn nhưng mà cũng là cái người rất là nhiệt tình. Và đến với chương trình này thì Yến thấy bé Bình Minh là một cái cô bé thực sự là rất là lanh lợi, lanh lợi. Khi mà Tùng mà chơi với cả bé Bình Minh là yên tâm là bé Bình Minh cướp hết lời của Tùng rồi. Nhưng mà như thế, con gái như thế mới là đúng. Và qua cái chương trình ngày hôm nay thì cũng mong rằng là chị Trân cũng như là bé Bình Minh về nhà thì sẽ có thật là nhiều kỷ niệm thật là đẹp với chương trình. Một hành trình trải nghiệm thú vị, đầy bất ngờ, mới mẻ đã khép lại với hai cặp mẹ con. Mẹ Bảo Trân con gái Bình Minh và mẹ Hải Yến con trai Thành Tùng. Với hai cặp mẹ con chắc sẽ có nhiều điều đáng nhớ. Nhớ một cô bé Bình Minh đáng yêu, say mê mỗi việc nhổ hành. Nhớ cả bài hát của cô bé khi nấu ăn cùng mẹ. Gia đình mình chơi vui chơi hát. Con thương mẹ quét nhà mẹ không chờ. Con quét nhà mẹ chết rồi con ơi. Con biến tập cái tập quét nhà nha. Nhớ một cậu bé Thanh Tùng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhớ cả hai người mẹ Hải Yến Bảo Trân vui vẻ và tình cảm. Tạm biệt hai cặp mẹ con, hẹn ngày gặp lại nhé. Sau những chuyến hành trình của các cặp mẹ con, chương trình Cha Con Hợp Sức được chào đón hai cặp cha con đáng yêu, bà Thụy Vũ cùng con trai Vĩnh Phúc và bà Vân Quang Long con gái Jackie. Hai bà sẽ xoay sở như thế nào khi không có mẹ ở bên? Đừng bỏ lỡ hành trình thú vị của Cha Con Hợp Sức phiên bản đặc biệt